nữa nhỏ nhỏ cho nó review kẹo lại. Hai cả nhà, ngày hôm nay mình thèm mắm ruốc rồi mọi người ơi, lâu quá không ăn mắm ruốc. Hôm nay đem mắm ruốc ra ngoài sân xào. Mình đã cắt sẵn thịt ba rọi rồi nè. Còn đây là thịt bằm, đây là sả, ớt, tỏi. Và mình đã bỏ đường và bột ngọt ở trong cái chén này nè. Chút nữa mình xào rồi mình bỏ qua, đổ vô thôi. Đây là 2 muỗng rưỡi đường và 1 muỗng bột ngọt. Tại vì cái này nó rất là mặn cho nên phải bỏ đường nhiều vô. Giờ chỉ còn thiếu nước thôi. Đây là cái chảo của mình. Chút nữa mình xào mình bỏ dầu luôn. Anh để dầu lên đi anh. Cái chảo mình đã bỏ dầu sẵn rồi. Cái này là thịt xào mắm ruốc chứ không phải là mắm ruốc xào. Bây giờ mình sẽ đợi nó săn thịt này. Còn mình sẽ nêm một chút xíu bột ngọt với muối vô đây để cho nó thấm, cái không phải muối. Mình sẽ xào cho nó săn lại, xong mình bỏ chút xíu bột ngọt cho nó thấm vô miếng thịt. Rồi chút xíu sau là mình sẽ bỏ mắm ruốc vô nha mọi người. Thì bữa trước á, mình có làm video nó làm mắm á mọi người. Và mình có nói là mình mua mắm ở ngoài chợ xong mình về mình tao lại á. Thì ngày hôm nào á, có nhiều người cũng comment nói là tại Minh sao em không chỉ cách cho mắm lại như thế nào đi. Thì bữa nào mình sẽ làm một cái video nha, cách chao mắm lại để cho mình có được một cái hũ mắm đặc biệt và ngon nha mọi người. Nếu như chị em nào đó làm biến không có muốn làm thì muốn ăn thì ở gần gần em thì liên lạc với em bán cho. Em chao nhiều em bán cho. Cũng coi như là ủng hộ em để em kiếm tiền mua tả sữa cho con em. Rồi bắt đầu em bỏ mắm ruốc vào nha. Được con cái là hai bên nhà, cái bên này một bên là đại hàng, bên là mì xì cho nên họ ăn mấy cái đồ này được. Phi hả? Họ ăn mắm được mọi người cho nên họ không có khiếu nại. Còn bỉ trắng đó là họ sợ mấy người này lắm. Mấy người bỉ trắng người ta sợ mùi mắm á. Mà thật sự mùi mắm nó nặng thiệt, nặng mùi. Cho miếng nước thôi ba. Không cho cho nước cho mình. Mọi người giờ nó kẹo lại nè mọi người. Trời ơi. Cái này hôm qua mình mới có miếng chuối chát mà ha. Với có miếng rau thơm ha. Rồi dưa leo ha. Trời ơi chấm vô ăn hết sảy con bà bảy luôn. Thử nha. Quá trời ngon. Trời ơi, cái này để cho nó sắc lên chút xíu ha.
ăn cơm hết sảy luôn trời. Ngon quá. Làm lửa nhỏ nhỏ cho nó review kẹo này. Mắm ruốc quá ngon các bạn ơi. Xong. Phần rau mình đã chuẩn bị rồi các bạn. Đây là chuối họ, chuối này bữa chồng mình tưởng là chuối bán để ăn chín á, ai dè đâu chuối chát, cho nên bữa nay lôi ra xử luôn đó, với leo với ngọt, giờ chờ mắm ra nữa thôi. Chuối này nó bán rẻ phải không? Chuối chát. Bữa nay mua 2 bịch phải không? Bịch. Bây giờ em tưởng bữa nay mua 2 bịch ăn hai bà nội nè. Mà chuối ngon. Chát ngon. Ngọt. Để tới bữa nay cái nó chín nè. Mặn. Anh làm gì mà hứ? Dư dư. Mặn tẩn luôn. Khăn đi chảy luôn đi. Mà ghét rồi đó. Trong phòng nó lấy cái loại mà có hoa hậu á. Đứng lại cho Hello, thân mến chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay hai mẹ con em đi chợ mua kem, cho nên em quay cho mọi người xem. Hôm nay em có bông đẹp quá trời luôn nha các bạn. 9 đồng mấy bó ăn chậu à, nhìn đẹp quá. Hoa lan, rồi hoa tulip, quá trời đẹp. Hồng tỉ muội nữa các bạn. Hồng tỉ muội, quá trời đẹp các bạn ơi. Ồ, hôm nay bắt đầu nó bán mấy hoa. Ý, có hoa lan màu xanh đó nè. Ôi, hoa lan màu xanh nè, đẹp quá hả. Bự á, bạn ha. 10 đồng chậu. Coi nè. Cái này chắc nó nhuộm màu hay sao á. Ôi, nhìn đẹp ghê. Cái này chắc nó trồng, nó tưới thuốc hay sao. Cây xương rồng nè các bạn. Cây xương rồng có hoa nè, đẹp quá. Cái hoa dễ cưng à, màu tím trong cái bình nè à. Đẹp quá à. Trời, hoa tươi không các bạn, 14 đồng. Dễ thương quá à. Này cúc. Cúc mini á các bạn. Cúc này cúc mini á. Còn cúc kia là nó cao như vậy. Còn cúc là cúc mini. Ồ, bông dễ thương quá à. Đẹp ha, đẹp quá các bạn ha. Cái thằng này là mùa đông chết, là mùa hè mọc lại các bạn. Quá trời đẹp luôn. Hồng nhung. Hồng tỉ muội nhung mà sao nó dập hết trơn không biết nữa.
đẹp quá. Hoa lan mini nữa kìa, hoa lan mini. Đây là cẩm tú cầu các bạn, cẩm tú cầu màu hồng, cẩm tú cầu màu xanh. Con trai em lựa bông cẩm tú cầu màu hồng đẹp á. Cái bông này rất là nhiều nè, cái này bông sống đời các bạn, hoa sống đời. Hoa sống đời nó có 3 màu, 1, 2, 3, 4 màu luôn, 4 màu luôn. Tulip nè, tulip này sống dài lắm các bạn. Mà khi mà vừa hết mùa đông là nó hỗ trổ hoa nhanh lắm luôn. Mấy hoa đẹp quá. Bông này bông gì không biết tên nữa. Nó mọc ngược các bạn, nó mọc ngược. Đây là cái nụ nó nằm đây nè. Cái cánh nó mọc ngược lên. Các bạn thấy nè, cái cuốn nó ở đây nè, còn tất cả cái nụ nó ở đây, mọc ngược luôn, đẹp lắm. Quay sơ cho các bạn xem cái tiệm này. Cái tiệm này lớn, cái tiệm này bán thuốc, rồi đồ ăn, rồi tất cả vật dụng rất là lớn các bạn ơi. Phẩm nè các bạn, mỹ phẩm này mỹ phẩm thường dùng đó các bạn. Cái giá nó cũng mềm, mà nó kiểu là nó không có mắc tiền lắm á. Thì nó bán trong mấy cái tiệm giống như chợ như thế này. Còn những cái tiệm mà nó bán chuyên về mỹ phẩm á, thì cái đó là professional. Để mình sẽ lạng qua cái quầy đồ ăn. Qua đây con, qua quầy đồ ăn coi có cái gì ăn không đó. Đây là đồ ăn sẵn nè các bạn. Đây là những món đồ ăn sẵn, ví dụ như mình muốn ăn cái gì đó, mà đặc biệt là thường người Mỹ họ thích ăn như vậy đó các bạn. Bỏ vô máy microwave này, có bánh phở, rồi cơm, rồi tất cả mọi thứ đó. Cứ bỏ vô máy microwave rồi bắt đầu cái mình bấm thôi. Bấm mấy phút vậy đó, 5 phút, có nhiều cái thì 3 phút. Đó là bắt đầu đem ra ăn thôi. Các bạn thấy không? Ở bên Mỹ là cái người Mỹ họ ăn như vậy đó, chứ họ không ăn như người Việt Nam mình phải nấu nướng kỳ công. Rồi đây là mấy cái loại mà súp nè, súp nè các bạn, súp bọn này là bánh, rồi nè bánh ngọt nè, ở phía trong nó có hot dog, đây bánh bao, rồi nè bánh nè, bánh nè, rồi tất cả loại luôn, rất là nhiều loại luôn các bạn. Mà mình ăn không có quen á, như cái bánh này nè, như cái bánh này nè, ăn nó ngán, nó giống như há cảo vậy đó. Nhưng mà ở trong nó là rau củ gì đó, ăn không ngon. Cái này thịt bò viên, và cái thịt đó, nó giò thành viên đó các bạn. Quá trời ra nè, cái này là loại đập sẵn nè các bạn. Chỉ về bỏ lên cái máy nướng mà ăn thôi. Từ từ có, từ từ, nè đi lửa đi, con lửa đồ ăn đi. Đúng rồi, lựa đồ ăn đi. Ừ, lựa đi, 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 đi xuống nữa. Mấy cái này mẹ không biết ăn. Có cái loại này, có cái loại này mình thấy là ăn nhiều ở trên mạng lắm nè. Mà không biết nó là sao, không biết nó. Đâu để mua về ăn thử. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái hộp hộp này. Hộp xong là máy nè con. Cầm đi. Rồi. Rồi đi kiếm ba đi. Ba đâu? Ba đâu? Rồi, rồi đi. Rồi đi kiếm ba này. Không phải, đâu phải ba đâu. Đây nè, đi đến đây, đi đến đây, đi kiếm ba. Ba đâu? Nặng rồi, nặng rồi, nặng rồi, nặng rồi, nặng rồi. Kìa ba kìa. Đây là chi. Chi bơ. Nè các bạn, mấy cái loại chi bơ này người ta bỏ gắt lên nó đầu nó nướng, rồi nó tan chảy ra các bạn. Hai đồng mấy mình cũng rẻ. Mình thì mình không có quen ăn chi. Mình ăn mình thấy nó ngán ngán sao đó. Mà người Mỹ họ thích lắm, họ mê lắm. Với phần một phần đó là mình sợ nó mọc. Các bạn biết không, ở đây họ bán nước đá như vậy nè các bạn. Đá một bịch gì nè. Nó vô bịch như vậy nè. Ở đâu mình xài cái gì thì mình lấy thôi. Kem. Bữa nay mà con đi mua kem. Cố tình đi mua kem.
trời kem các bạn ơi, đủ thứ hết trơn luôn. Tất cả một cái tủ này luôn, nó dài dài đi luôn các bạn, là kem không các bạn ơi. Trời ơi nhìn mê quá. Mình già rồi mà mình thấy kem mình sao sao đồng hai họ. Cái này của nè. Ờ. Mua ở trong đó luôn à. Mua đi. Cái này là kem hũ, hồi nãy là kem cây. Anh còn cái loại bự bự này là cái gì anh? Hôm nay mấy mẹ con đi mua kem không? Chú anh chị và các bạn xem nè, lên xe là sơi liền một cây. Chưa về tới nhà nữa, đó thấy không? Con ăn gì đó? Này gì? Ai gì? Ai gì? Nói mày nghe coi, ai gì? Ice cream.